Tèng 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 tèng, xin chào các bạn. Mình vừa mới lấy về từ thế giới di động các bạn ạ. Thế giới di động đây, mình vừa lấy ra. Thì đây mình muốn review các bạn con Mi 11 Lite, bản rút gọn của Mi 11. Thì mình sẽ cho các bạn xem những gì mình đã lấy. Mình cất cho các bạn để mình muốn làm cái video để làm cái kỷ niệm và cũng là cái video để giúp đỡ cho các bạn. Có nên quyết định mua con này không? Vì mình đang cảm thấy rất là lo lắng khi mà mua con máy này. Đây là cái bản hợp đồng trả góp của mình phải lấy trả góp, và chính thức là giá là của nó là 7 triệu. Chúng ta sẽ thấy là trả trước là 2 triệu 097 nghìn, 2 triệu 097, còn 2 triệu 1, thì còn tất cả khoản còn lại sẽ trả là 2 triệu, các khoản lại sẽ trả là 1 triệu 235 nghìn đấy, mà nhân 4 tháng các bạn ạ, 4 tháng thì nó thì là hết 5 triệu còn lại, hết gần 5 triệu còn lại, 4 triệu mấy còn lại. Thì mình có lấy thêm một cái sạc dự phòng Ava, thì mình sẽ cho các bạn xem cái sạc dự phòng Ava này trước nhé. Mình không biết cái Ava là cái gì luôn, mình cũng chưa bao giờ sử dụng cái hãng này. Cái hãng này thì chỉ biết là Điện Máy Xanh bán thôi. Bóc hộp này, bóc hộp C, điện cái Ava xem. Bóc thật nhanh, này, ok, mình chưa, đây các bạn, sản phẩm chính này, ở đây nó sẽ có những cái tên sản phẩm này là pin sạc dự phòng, cái gì, Vasoli, rồi đen sân sản xuất, rồi các thứ các kiểu đây, mã vạch các thứ, đây có dung lượng, có kích thước, có nguồn ra, nguồn vào, mã vạch, đấy. Giá dán trên là 450.000, nhưng mà mình mua thì được sale ở 40%, nên nó chỉ còn 270 thôi. 270, đây là máy. Và cái sạc cái rất là ngớ ngẩn luôn, nó không cho chúng ta cắp sạc. Quá chán luôn, một cái cục sạc mà nó không hề cho chúng ta cắp sạc. Có in và out, nhưng lại không có dây cáp. Vậy thì còn làm ăn gì nữa? Mình chưa thấy nút nguồn đâu, đây nút nguồn của nó đây. Ok, nó đã sáng lên rồi. Người tư vấn bảo là màu xám nhưng mà thực ra thì nó lại là màu đen. Buồn. Rồi, không quan trọng lắm. Rồi mình sẽ thấy đây là sản phẩm chính sách được trả các bạn. Người ta bảo là chính sách được trả này là mình về phải tự đọc thêm. Sản phẩm này lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng thôi. Đấy. Nhận bảo hành có cam kết thời hạn là 18 tháng cho cái máy này. Cái gì cái chi phí hoàn tiền 20% giá trị nếu áp dụng lỗi, nếu mà bị lỗi thì sẽ hoàn tiền miễn phí trả lại, nếu chọn hoàn tiền trả phí 10% giá trị sản phẩm. Cái này mình không hiểu, mà cũng không muốn quan tâm này, chung quy là bảo hành 18 tháng này đấy, 2 tháng, 1 tháng đầu tiên thì đổi mới luôn, nếu mà lỗi phần cứng được đổi mới luôn phần cứng, nếu lỗi sạc thì đổi sạc thôi, không không đổi được cả hộp như này. Đấy, cái hộp này khá là đẹp, sợ thật cái hộp này đẹp quá các bạn ạ. Rồi, Xiaomi đúng không ạ? Trung Quốc. Chúng ta sẽ có một cái phụ kiện ở đây. Ở đây nó có sẽ là hướng dẫn các bạn ạ. Đây nó có một cái dây chuyển đổi. Đấy, mình phải nhắc nhở là cái chị phải để lại cho mình, không được làm mất của mình. Một cái dây chuyển đổi. Đôi khi ngày xưa mình định mua cái này nhưng mà không không cần thiết, mình không mua, và chắc là mình giờ mình đã không dùng đến nó. Rồi có đây, ở đây có Ignix này, có con xem English này, có rất nhiều các ngôn ngữ ở đây nhưng không hề có ngôn ngữ tiếng Việt, nó là một bản quốc tế mà không hề có ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta không phải đọc cái này. Rồi chúng ta sẽ thấy tiếp theo đây là hướng dẫn rồi các thứ, rồi cái này mình sẽ nghiên cứu cái tiếng Anh nó sau, không làm mất thời gian các bạn xem phim, chủ yếu mình muốn giới thiệu các bạn nhân vật chính đây thôi. Đúng không? Xem nhân vật chính, chúng ta xem ở đây còn gì không. Ở đây còn sạc thôi, không có tai nghe các bạn nhé. Cái máy này thật rất là thiệt thòi khi lấy nó, tai nghe mà giá niêm yết là 8 triệu đặt trước, nên là chúng ta sẽ trả với giá là 7 triệu rồi, không có gì cả. Ok, đây, ok, cục sạc này nó là 33W, mình nhìn cái cục sạc to này là mình thấy sướng rồi, 33W. Không phải, nó chỉ có 27W thôi các bạn ơi, không phải 33W, đây
27W thôi. 27W thôi, không phải 3W. Mình nhầm. Đây không phải. Đây cũng là 33W đây, 33W đây. Nên sao là output 3, output 5V 3A 15W, 9V 3A 27W, 12V 2A 27W. Sau này khi là output nhiều cái output thế. Output max là 10 11V 3 33W, 11V 33W là rất là khỏe rồi, 3A mà. 3A 11V 33W. Rồi. Xem cái dây có dài không. Rất đẹp ạ, màu cam. À, gần như máy nào cũng chơi cái màu cam này. Cũng dài tương đối. Được chắc được 8-9 phân. Đây là cái 11 này đây các bạn. Sẽ tại đây là cái cô bán hàng cô đã ấy cho mình, đã nâu màn hình cho mình. Cô đã nói là nó có dán màn hình sẵn, dán màn hình sẵn của nhà sản xuất. Nhà sản xuất dán màn hình sẵn các bạn ạ. Chúng ta sẽ khởi động. Ok, nó báo mình trừ tiền tài khoản. Ok, không sao ạ. Mua máy mà. Mình đặt trước 500 cho nên là trừ 1.597.000, trừ 1.597.000 tổng là trừ 2 triệu. Vâng, tổng trừ 2 triệu và tài khoản của mình đã hết tiền. Ok. Đang khi mình buốt thì mình thấy cái máy này rất là nhẹ nhàng. Mình rất thích cái con mắt đục ở đây và cái màn hình nó full như này rất là nịnh mắt. Mình cảm thấy là cái màn hình này rất là vuốt, rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Tuy nhiên thì nếu như mà mình nghĩ như là một thời gian nữa mà nó cái chống xước này nó cũ thì mình sẽ bóc hẳn ra và dùng không cần chống xước cho nó thoải mái. Khá là nhạy, mình cũng chưa cài cái gì vào đây cả. Nó cũng chưa có gì cả. Mình sẽ quay file thử nhé. Cái file thử. Thực ra thì cái máy này mình khá là ưng về cái hình thức, từ màu sắc cho đến độ cầm nắm. Nhưng mà có một điều cái là máy này quá nhẹ các bạn. Thật thì nhẹ rất là cái tốt, nhưng mà mình đang có một cái cảm giác lo sợ. Mình lo sợ bởi vì là nó sợ bởi vì là những cái máy nhẹ đấy thì cái linh kiện nó không tốt. Bởi vì trước đây mình nhớ là mình đã cầm một cái máy rất là nhẹ như là Mobistar xong, và dùng nó cực kỳ chóng hỏng luôn. Và mình cảm giác sợ với những cái gì đến từ Trung Quốc mà nó rất là nhẹ nhàng các bạn ạ. Mình thích những cái gì mà nó cầm nó phải nặng trịch như là iPhone hoặc Oppo thì nó mới bền. Mà mình không biết thế nào thì thấy nhiều người dùng cái hàng Xiaomi này cũng đánh giá nó là hàng khá là bền thì, nhưng mà mình đang cảm giác với cái nỗi sợ ngày xưa vẫn còn lại. Nên cho nên là như vậy. Ở đây nó cài sẵn Netflix. Đây là màu hồng, mình muốn cái giao diện bên trong là màu hồng luôn. Thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm màu hồng nhỉ. Mình chưa biết tìm ở đâu. Mình rốt về cái cài đặt màn hình này lắm. Thôi rồi, sẽ tính sau vậy. Để gì với bạn như vậy. Thì ra thì con nói này là con máy này nói là rất là mỏng. Thì mình nói các bạn là thực ra thì khi mà bạn cầm trên tay thì các bạn sẽ thấy nó không mỏng hơn so với máy khác bao nhiêu. Chung quy là máy thông minh thì không thể nào mỏng hơn nữa được. Như vậy là rất là mỏng rồi. Nhưng mà có được cái thì nó sẽ tốt hơn các máy khác. Bởi vì là khi mình bọc cốp này mình cảm thấy rất là vừa tay. Cảm giác là máy nó không dày quá, nó vừa tay với cái độ cầm của mình. Mình không thích cái camera của nó hơi to các bạn. Camera của nó hơi to vì nó ba mắt mà cả ấy sao cái không camera đó nó so với cái tỷ lệ máy thì camera này không to, nhưng mà đối với so với cái dòng máy khác thì mình thấy camera hơi to quá rồi. Còn cái gì để đánh giá nó không, mình chưa vận hành nó như thế nào thì mình chưa thể biết được. Rồi sẽ có một vài tháng mình sẽ chia sẻ các bạn về cái việc vận hành nó sẽ xảy ra như thế nào thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Thực ra thì nó là 7 triệu trước mình định mua con Zenno 5. Ngày đó thì con Zenno 5 bán 8 triệu rưỡi. Lúc nó ra mắt là bán 8 triệu rưỡi và tặng thêm một bộ loa hơn 1 triệu. Thì nếu như tính giá tiền thì cũng chỉ là 7 triệu hơn một tí thôi. Nếu như mình đặt trước. Nhưng mà ngày ấy mình nghĩ là mình không mua cái loa để làm gì cả. Cho nên là mình không mua loa. Cho nên là ngày hôm nay mình mua con này và mua thêm cái cục này. Nhưng mà chỉ ghét mỗi cục này là Ava này là không có dây cáp. Tức là khám bựa luôn. Thôi. Mình sẽ kết thúc cái video review các bạn. Thế là mình chưa thì có thời gian để khám phá nó như thế nào. Mình xem tốc độ YouTube nó có nhanh không. Ok, nó đang khá là được. Không có đến nỗi. Màn hình rất là lịnh mắt các bạn. Loa ok. Nó ok các bạn.
Ok, nó là ok. Ồ, được. Cả nhanh, tốc độ. Ok. Rồi, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn các phiếu khác nhé. Mình cảm thấy 7 triệu giá, một cái giá tầm trung sẽ là dùng được. Và chỉ có cái phần là mình và chỉ có cái phần là nó không biết là nó nhẹ như này nó có bảo đảm không. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mình sẽ test sạc và test mọi thứ khác nhé. Goodbye các bạn.